thủ thời gian, sống trong hiện tại. Dưới áp lực công việc, con người càng biết tận dụng tranh thủ thời gian trong từng giây phút. Cũng nhờ thế mà người hiện đại càng ý thức, càng quý trọng thời gian. Nhưng trong tình hình bất ổn của cuộc sống hiện nay, những tình huống bất ngờ xảy ra ngày càng nhiều hơn. Với sự phiền nhiễu của những nhân tố bên trong và bên ngoài, thời gian bị chia cắt thành nhiều phần nhỏ dụng, vô hình trung đã khiến cho chúng ta cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Cuộc sống của con người hiện đại hoàn toàn khác với cuộc sống của con người 200-300 năm trước. Con người trước đây có quan niệm về thời gian rất đơn giản, đầu óc họ cũng chất phác. Người có học vấn thì trong đầu họ chứa đầy tứ thư ngũ kinh, lịch sử cổ đại. Những người ít học biết nhiều nhất cũng chỉ vài ba chuyện nhỏ nhặt xảy ra lúc đó. Sống đến vài chục tuổi họ đã cảm thấy trưởng thành. Nhưng đối với con người hiện đại, lúc nào cũng cảm thấy thời gian quá ít ỏi. Bởi các phương tiện truyền thông hiện đại rất đa dạng, như báo chí, truyền hình, mạng. Những sự việc lớn nhỏ xảy ra mỗi ngày trên trái đất đều có thể được biết trong thời gian ngắn. Những sự kiện mới không ngừng tăng lên, các hiện tượng xảy ra cũng không ít, mãi mãi không thể xem hết, học hết. Con người có cảm giác môi trường càng ngày càng nhỏ dần, tầng lớp mà chúng ta được tiếp xúc ngày càng phức tạp, nhưng thời gian thì không bao giờ khống chế được. Ngoài ra, sự bùng nổ thông tin đã khiến đầu óc chúng ta chứa đầy những loại người, sự vật, sự việc khác nhau. Chúng ta luôn có cảm giác không thể nắm bắt, tiếp nhận hết thông tin. Vốn tri thức ngày càng phong phú, năng lực quan sát ngày càng nhạy bén, có thể đưa ra những phán đoán chính xác. Nhưng đôi khi đó chỉ là vẻ ngoài, chứ thực chất không hẳn đã vậy. Vì có những thông tin không liên quan, không giúp ích gì, ngược lại còn gây nhiễu, khiến chúng ta do dự, nghi hoặc, không biết nên quyết định thế nào, làm chúng ta lãng phí thêm nhiều thời gian quý báu. Đặc biệt là việc giải quyết những vấn đề của bản thân, ví dụ như việc chọn nghề, thậm chí cả việc chọn đối tượng giao tiếp. Chúng ta đều là người trong cuộc nên luôn mê muội, khó đưa ra sự lựa chọn thích hợp. Trước tình huống khẩn cấp, chúng ta càng mất đi phương hướng, nhiều lúc chỉ nhờ vào vận may của mình. Vì vậy, trong việc sử dụng thời gian, chúng ta còn phải học nhiều điều. Dường như ai cũng bận rộn, mọi người không chỉ thấy thân thể mình bận rộn, đầu óc cũng bận đến nỗi không thể gỡ nổi. Trong trường hợp như thế, thời gian đương nhiên không bao giờ đủ với họ. Tôi từng đưa ra một quan niệm, người bận rộn là người có nhiều thời gian nhất. Cũng có thể nói, vì thời gian có hạn, nên chúng ta cần biết sử dụng thời gian sao cho hiệu quả nhất, không nên lãng phí thời gian. Dù đó là việc tranh thủ thời gian từng giây, từng phút trong một ngày, cũng cần phải sử dụng một cách hiệu quả. Ví dụ, khi chúng ta bị kẹt xe, chiếc xe bị lọt giữa một hàng xe không thể di chuyển được, trường hợp đó cần tranh thủ thời gian thế nào? Lúc đó, đầu óc của bạn vẫn có những khoảng không gian có thể tranh thủ được. Dù sao thì bạn cũng đã bị kẹt vào trong hàng trăm ngàn chiếc xe khác, nóng vội cũng vô ích. Vậy hãy tận dụng thời gian để thư giãn cơ thể mình, để cho đầu óc được nghỉ ngơi. Nếu không suy nghĩ như thế, bạn không những cảm thấy lo lắng, tệ hại hơn có thể cáu gắt. Điều đó thật không đáng. Đã kẹt xe thể biết tận dụng thời gian đó để đầu óc nghỉ ngơi. Thiền dạy chúng ta cần phải sống ngay trong giây phút hiện tại. Gánh vác trách nhiệm cũng có thể là một cách giải thích khác về cách quản lý thời gian. Gấp gáp chính là thời gian hiệu quả nhất. Cần giữ gìn đầu óc tỉnh táo, hãy biết hưởng thụ nó, thưởng thức nó, sử dụng nó. Đó là điều hợp lý nhất. Chẳng hạn khi ăn cơm, hãy tập trung vào việc ăn cơm, không nên nghĩ đến chuyện khác. Khi đọc sách, đầu óc không nên để các tình tiết trong bộ phim dài tập ảnh hưởng đến. Tương tự, nói chuyện với người khác, cần chú ý đến những lời họ nói, không nên phân tâm nghĩ đến bộ phim vừa mới xem. Nếu không, cùng một câu chuyện được hỏi 2-3 lần, bạn vẫn không nghe rõ. Hơn nữa, việc yêu cầu họ nhắc lại không những lãng phí thời gian của hai bên, mà còn thể hiện bạn là người không tôn trọng, không lịch sự với họ. Cho dù cần phải biết tranh thủ thời gian, vẫn cần phải có thời gian để nghỉ ngơi. Chỉ có vậy, chúng ta mới cảm thấy thời gian đầy đủ, cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa hơn. Tự tại trong công việc. Thiền dạy chúng ta cần phải sống ngay trong giây phút hiện tại. Gấp gáp chính là thời gian hiệu quả nhất. Cần giữ gìn đầu óc tỉnh táo,
hãy biết hưởng thụ nó, thưởng thức nó, sử dụng nó. Đó là điều hợp lý nhất. Học tập tận tâm, tận lực, tận khả năng. Mọi người đều cần làm việc, dù là đứa trẻ vừa mới biết việc cũng không ngoại lệ. Nhiều bậc cha mẹ có quan niệm đúng đắn về giáo dục đều dạy con mình học cách làm việc. Đây là tinh thần đáng được ca ngợi. Con kiến, con ong cũng cần cù làm việc, huống hồ là con người. Bởi vậy, khi mình vẫn còn chưa già đến nỗi không thể vận động nổi, thì nhất định phải làm việc. Dù công việc không vì lợi ích của mình, không vì kiếm tiền, cũng cần tận dụng thời gian để làm việc công ích, phục vụ cộng đồng. Một số người sau khi nghỉ hưu, bỗng nhiên mất đi sự cân bằng trong cuộc sống. Sức khỏe cũng theo đó mà suy giảm nhanh chóng, dẫn đến bệnh tật. Tất cả các kế hoạch và tư tưởng đều bị thiêu rụi. Từ điểm này, chúng ta có thể biết tầm quan trọng của công việc đối với sức khỏe con người. Làm việc chính là vận động. Vận động mới sống. Sống nghĩa là có khả năng vận động. Nhưng sự vận động này không phải là những hành động thiếu suy nghĩ, mà vận động theo những quy tắc, mục tiêu và phương hướng nhất định. Có rất nhiều người khi bắt đầu làm việc cảm thấy rối rắm, phức tạp, khiến cho những việc vốn rất đơn giản trở nên khó khăn. Người có trí tuệ khi làm việc luôn theo thứ tự, hết sức tỉ mỉ, xử lý những việc vốn phức tạp trở nên rõ ràng, đơn giản. Sự việc vốn có đầu và cuối, nặng nhẹ, nhanh chậm. Nếu nắm bắt được điều này, chúng ta có thể giải quyết mọi công việc một cách thoải mái. Tuy nhiên, khả năng sức khỏe và trí óc của mỗi người mỗi khác, dẫn đến khả năng học tập và hiệu quả công việc khác nhau. Không cần so sánh với những người tài giỏi, nếu kém hơn sẽ khiến cho con người trở nên buồn rầu, mất đi sự tự tin. Khi giỏi hơn sẽ khiến cho con người tự mãn, không những gây tổn thương cho người khác mà còn gây tổn hại cho mình. Làm việc với tâm trạng bình thường, thư thả, không so tính hơn thiệt với ai là thái độ tích cực. Ở đây có 3 nguyên tắc có thể giúp chúng ta đạt được trạng thái bình thường để làm việc. Đó là tận tâm, tận lực, tận dụng mọi khả năng để học tập. Cho dù mình làm bất kỳ nghề nào cũng cần phải tận tâm, tận lực. Khi gặp trường hợp cố hết sức mà không thể nào làm được, thì cần tận dụng mọi khả năng để học tập. Không nên có những so sánh vô nghĩa. Học tập không bao giờ có điểm dừng. Đã tốt còn có thể tốt hơn. Ngược lại, sự yếu kém cũng không có giới hạn. Nếu không chú ý, đã kém lại còn kém hơn. Vì vậy, chúng ta cần phải tận tâm, tận lực, tận dụng mọi khả năng để học tập. Điều đó chính là lấy thái độ tích cực để làm việc. Có một số người làm việc vì tiền bạc, địa vị. Đây là quan niệm sai lệch. Đương nhiên, chúng ta đều cần tiền lương để duy trì cuộc sống. Nhưng đó không phải là mục đích chính của công việc. Làm việc chính là một phần vì trách nhiệm đối với xã hội. Trên cương vị công tác, mình cần dựa vào sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để có những cống hiến về tài năng, sức lực cho xã hội. Vì vậy, không nhất định là vì tiền lương, mà là vì công việc, vì con người mà làm việc. Đây mới là tinh thần coi trọng công việc. Ngoài ra, đố kỵ cũng là điều sai lầm. Tự mình có đủ năng lực để tiến bộ là một việc tốt. Nếu như người khác thăng quan tiến chức cũng không có vấn đề gì, bởi vị trí chỉ có một. Có thể người ta đang cần cơ hội để rèn luyện trưởng thành nên họ mới được thăng chức. Chúng ta cần vui vẻ chúc mừng họ, đồng thời tự nhắc nhở mình phải nỗ lực hết sức, cần tiếp tục dốc toàn tâm toàn lực để làm tốt phần việc của mình. Cũng có một số người thường đổ lỗi cho những điều không tốt trong công việc mình đảm nhận. Chúng ta cần dựa vào năng lực và hứng thú để làm việc. Bất luận địa vị cao hay thấp, có một công việc là có một sự bảo đảm. Khi bạn gặp được nhân duyên và cơ hội tốt, nắm lấy thời cơ để chuyển sang một công việc phù hợp với mong muốn của mình cũng không hẳn là điều quá khó. Tự tại trong công việc. Trong công việc không nên so sánh với người khác, mà cần dốc toàn tâm toàn lực cho công việc. Nếu không cố gắng học tập thì chẳng đạt được kết quả gì. Và thực chất, học hỏi cũng là một nghệ thuật trong công việc. Làm việc an toàn và thân tâm an ổn.
thường có nhiều sự cố bất ngờ ở nơi công cộng và nơi làm việc. Trên báo chí thường gặp những tin tức về những sự cố bất ngờ làm tổn hại đến tính mạng con người và tài sản, khiến mọi người đều thấy xót xa. Gọi là sự cố bất ngờ vì đó là những việc xảy ra hết sức đột ngột mà con người không thể lường trước được và không ngờ tới. Thực chất, chỉ cần có sự vận động, nhất định sẽ có thể xảy ra sự cố bất ngờ. Tất cả những trạng thái hoảng loạn đều có thể dẫn đến sự cố bất ngờ. Nếu như bình thường chúng ta không hoảng loạn, đầu óc tỉnh táo một chút, khả năng gây ra sự cố bất ngờ sẽ giảm hẳn xuống. Tuy nhiên, có một số tình huống mà người đang làm việc có thể nắm bắt và điều khiển được. Ví dụ, một người phụ trách chung cần phụ trách toàn bộ công trình hoặc đảm bảo sự an toàn cho môi trường làm việc, không để bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn công cộng với các thiết bị an toàn một cách tổng thể, sau đó mới có sự phòng bị những thiết bị an toàn cục bộ, sau cùng mới là sự đảm bảo cho sự an toàn của cá nhân. Lấy ví dụ ở Pháp Cổ Sơn, từ khi xây dựng đến khi hoàn thành đều không xảy ra sự cố bất ngờ nào. Đầu tiên, chúng tôi yêu cầu nhà xây dựng không những cần làm tốt công tác an toàn khi làm việc, mà cần phải suy nghĩ đến các hạng mục an toàn trước khi làm. Sau khi các thiết bị an toàn đã được làm tốt, chúng tôi còn yêu cầu các công nhân cần làm việc trong hệ số an toàn. Sau khi làm tốt các yêu cầu khắt khe từ trên xuống dưới, người chủ vẫn cần đóng bảo hiểm cho họ. Bởi việc đóng bảo hiểm là sự đảm bảo sau cùng của sự an toàn. Ngoài ra, chúng tôi còn cho họ biết được hơi thở và sự quan trọng về niềm tin Phật Pháp, chia sẻ với họ những ý niệm và tinh thần của Pháp Cổ Sơn, làm việc trong chính niệm của Phật giáo. Mặc dù cũng cần phải lao động cần cù vất vả, hiệu suất làm việc cao, nhưng tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái. Làm việc trong sự vui vẻ và tự nguyện, đương nhiên đây là những công việc sẽ có sự an toàn cao. Nếu chỉ lao vào công việc, không có những ý niệm chung hoặc phương hướng lớn, khi bận rộn với công việc, chúng ta sẽ không có được sự thoải mái, hệ số an toàn cũng sẽ giảm xuống đáng kể. Rất nhiều sự cố bất ngờ phát sinh do nóng vội. Trong khi đó, nếu bình tĩnh mà làm việc theo thứ tự, thì không những chất lượng công việc tốt hơn mà tinh thần cũng được bình an. Còn một hiện tượng khác cũng gây ra sự cố, đó là thái độ làm việc qua loa, không tập trung vào công việc, luôn nghĩ đến chuyện khác, hoặc là làm việc trong khi quá mệt mỏi nhưng vẫn miễn cưỡng để làm việc cho kịp tiến độ. Tôi đề nghị những người khi làm việc cần phải hiểu rõ mình đang làm gì và hết sức tập trung vào công việc. Trong kinh Phật có dạy, giữ vững tinh thần, không việc gì không làm được. Giữ vững tinh thần chính là để cho tinh thần được yên ổn. Khi tinh thần đã được yên ổn, làm bất kỳ việc gì cũng có thể làm tốt được. Vì vậy, hy vọng tinh thần của mọi người luôn ổn định, đồng thời cảm nhận được niềm vui, sự đáng quý của công việc. Cảm giác về những thành quả trong công việc không nhất định xuất phát từ tiền bạc hay danh lợi, mà xuất phát từ công đức mà mình đã có được. Tinh thần như vậy giống như các nhà cách mạng trước đây, trong lòng luôn chan chứa hoài bão về tương lai để phục vụ cho mục đích cao thượng, phục vụ một cách thực tâm, tình nguyện để bước vào xây dựng sự nghiệp cách mạng không hề hối tiếc. Tự tại trong công việc. Nếu luôn giữ bình tĩnh, có thể làm việc theo thứ tự, không những chất lượng công việc tốt hơn mà tinh thần cũng bình an hơn. Thuận cảnh, nghịch cảnh. Trong công việc khó có thể tránh khỏi hoàn cảnh bất lợi. Nhiều người sợ gặp phải hoàn cảnh khó khăn, cảm thấy nghịch cảnh là một cú sốc lớn. Thật ra, nếu trước mắt không có những khó khăn nghịch cảnh thì thông thường con người khó trưởng thành. Gọi là có làm thì mới có khôn. Bất trắc cũng chính là một thứ kinh nghiệm, là một quá trình. Hoàn cảnh khó khăn là một thử thách luyện tập. Nếu có thể đối diện với hoàn cảnh khó khăn mà tinh thần không hoảng loạn, không trách oán, biết dùng trí tuệ để giải quyết, dùng trái tim từ bi để đối diện, thì hoàn cảnh khó khăn không còn là hoàn cảnh bất lợi nữa. Dĩ như chúng ta đi đường hoặc leo núi, bước xa hơn một chút, chân sẽ có cảm giác bị đau, cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi. Đó không được gọi là hoàn cảnh khó khăn, đó chỉ là một quá trình.
chưa từng trải qua những sự việc sẽ không biết được khó khăn. Không có việc nào là không có khó khăn cả. Chỉ cần coi những trắc trở trước mắt không phải là trắc trở. Coi những trắc trở như một hiện tượng nhất định sẽ xảy ra trong quá trình phát triển. Trắc trở sẽ không còn là những cú sốc nữa. Cũng có thể nói, khi làm bất kỳ việc gì, cần phải suy nghĩ đến cả hai, mặt lợi và hại. Như vậy sẽ cảm thấy tự do, lùi cũng cảm thấy tự do, tự tại. Tuy nhiên, cho dù việc dự liệu chu đáo, vẫn có những lúc khó khăn chồng chất không thể vượt qua được. Lúc đó, tâm lý khó tránh khỏi bất an, hoang mang. Những lúc như thế, cần phải giữ được niềm tin. Niềm tin ở đây là cái gì? Là có niềm tin vào xã hội, rằng việc làm của mình đóng góp vào xã hội, giúp ích lợi cho người khác, nhất định là việc tốt đẹp, có thể hóa khôn thành cát, tức tốt lành. Nếu chỉ vì cá nhân, vì chính mình, khi hoàn cảnh khó khăn xuất hiện thì bạn sẽ thất bại hoàn toàn, không thể đứng lên được. Đương nhiên, con người không thể không có những tư lợi, nhưng nên nghĩ về lợi ích của mình ít đi và nghĩ nhiều về mọi người hơn. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, điều đầu tiên cần làm là hãy nghĩ rằng khó khăn này vốn có trong dự liệu của mình. Tôi sớm đã biết nhất định sẽ có khó khăn, chỉ là không biết đó là khó khăn gì mà thôi. Tiếp đó, cần nghĩ đến cách giải quyết những khó khăn trước mắt. Đầu tiên, tất nhiên cần vận dụng trí tuệ của mình. Nếu năng lực của mình không đủ, cần tìm người có chuyên môn hoặc người thông minh hơn mình để giúp đỡ, hoặc một vài người cùng bàn luận, bởi vì suy nghĩ của cá nhân một người khó chu toàn được. Trí tuệ của hai, ba người chính là trí tuệ của quần chúng, đôi khi còn hơn cả Gia Cát Lượng, vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết. Vì vậy, cần có sự bình tĩnh để đối diện với vấn đề, đồng thời cần có sự cứu viện một cách thích hợp, đó là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Rất nhiều người cảm thấy hoàn cảnh thuận lợi sẽ rất tốt. Thật ra, khi con người ở hoàn cảnh thuận lợi, khó tránh khỏi việc tự mãn, không còn tỉnh táo để đề phòng thất bại. Vì vậy, chúng ta nên chuẩn bị những điều không tốt khi còn ở chỗ an toàn. Lúc nào cũng cần khiêm tốn, thận trọng, không nên ngạo mạn, dương dương tự đắc, tự mình cho là nhất. Bởi sự thành công và thuận lợi của bất kỳ sự việc gì không hoàn toàn dựa vào chính mình, mà còn do thời thế tạo anh hùng, do bối cảnh của thời đại và hoàn cảnh xung quanh. Có người cho rằng đó là do vận may của mình, năng lực của mình. Điều đó không sai. Có vận may mới gặp được nhân duyên tốt. Nhưng vận may không phải bao giờ cũng luôn đi cùng chúng ta. Vận may sẽ rời xa chúng ta. Vì vậy, khi gặp vận may, cần cẩn thận. Giống như khi mình leo đến đỉnh cao nhất, không nên quá tự mãn. Nếu không cẩn thận, sẽ bị rơi xuống vực sâu. Lên được đến đỉnh núi, cần phải biết rằng tiếp theo sẽ cần phải xuống dốc. Sau khi xuống dốc sẽ có một đỉnh núi khác. Cuộc sống của con người cũng giống như dốc núi gập ghềnh. Khi ở hoàn cảnh thuận lợi không nên kiêu ngạo, khi ở hoàn cảnh khó khăn không được nản chí. Chúng ta cần nhớ rằng bất kỳ nơi nào, lúc nào cũng có khả năng phát sinh những cái mới. Tự tại trong công việc. Cuộc sống của con người cũng giống như dốc núi gập ghềnh. Khi ở hoàn cảnh thuận lợi không nên kiêu ngạo, khi ở hoàn cảnh khó khăn không được nản chí. Chúng ta cần phải nhớ rằng bất kỳ nơi nào, lúc nào cũng có khả năng phát sinh những điều mới mẻ. Phép hay để điều chỉnh chỉ số EQ trong công sở. Chỉ số EQ quá quen thuộc với con người hiện đại. Là một tu sĩ Phật giáo, tôi không hiểu được thế nào là EQ. Tôi chỉ biết dùng Phật Pháp để điều tâm nhằm mang lại cân bằng cho bản thân mà thôi. Trạng thái tình cảm tốt thực chất là một trái tim từ bi, trái tim của sự đồng tình. Một trái tim biết quan tâm, biết hy vọng, đó còn là một trái tim của hạnh phúc. Tất cả những điều này được tạo nên thông qua sự điều chỉnh và luyện tập tránh những quan niệm không đúng. Nếu không thể điều chỉnh được trạng thái tình cảm, người bình thường chỉ cảm thấy thỏa mãn hoặc là sự phóng túng, những tính khí thất thường. Những người không thể quản lý, không hiểu được tính cách và tình cảm của mình thường rất dễ bực tức, thất vọng, bi quan, đố kỵ, hoài nghi. Những hiện tượng tâm lý như vậy sẽ khiến chỉ số EQ của họ không cao. Phật Pháp nói,
Tâm lý mỗi người về bản chất là giống nhau. Chúng ta gọi đó là tâm niệm. Đó cũng chính là tình cảm. Người có trí tuệ thì biết cách vận dụng tốt tâm lý, tình cảm của mình. Còn người ngu dốt thì không. Ở nơi làm việc, đồng nghiệp, ông chủ, khách hàng có thể khiến cho chúng ta không thể vừa ý, làm chúng ta có những phản ứng về mặt tình cảm. Cũng có thể là sự kháng cự. Sau kháng cự là tranh cãi. Sau tranh cãi sẽ biến thành cuộc đấu tranh. Sau đấu tranh sẽ là chiến tranh. Đó đều bắt nguồn từ vấn đề tình cảm. Vì vậy, Phật Pháp cho chúng ta biết, mỗi người đều có những tình cảm không tốt, gọi là phiền não. Tâm phiền não cần thông qua sự luyện tập đúng phương pháp, cần khai thông về quan niệm mới có thể khiến cho tình cảm của chúng ta trở nên bình ổn, tâm hồn thanh thản, phiền não lắng xuống. Vậy, chúng ta cần vận dụng quan niệm thế nào để rèn luyện trái tim mình? Đầu tiên, cần phải biết được sự khác biệt của con người. Nhận định khi người ở với người nhất định sẽ có va chạm. Bởi mỗi người đều có những tính cách khác nhau, cách nghĩ, lập trường cũng không giống nhau, quan niệm khác nhau, nhu cầu khác nhau. Hơn nữa, ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ được, huống hồ là tìm hiểu cách nghĩ, cách nhìn của người khác. Đối với nguyên nhân phát sinh một sự việc lại càng không thể hiểu rõ được. Chúng ta thường dự đoán nó và đưa ra kết luận đứng trên lập trường của chính mình. Đó là điều không công bằng. Nếu nhận thức rõ điều này, bạn có thể chuyển đổi được quan niệm, có thể có được sự thanh thản về tâm hồn. Nhưng nếu tâm hồn không được yên ổn, không có hòa khí, nên làm thế nào? Trường hợp đó cần dùng phương pháp điều tâm. Có thể niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Đây là điều đơn giản, dễ làm nhưng hiệu quả nhất. Khi bạn hiểu được mình đang niệm A-di-đà Phật, không nên lúc nào cũng nghĩ bó chặt lấy đối phương, không coi đối phương là đối thủ. Cần phải thay đổi cách nghĩ, để tâm ở câu niệm Phật. Khi niệm Phật, cần hướng về nội tâm của mình, không nên lúc nào cũng để ở bên ngoài. Như vậy, khi luyện tập, tình cảm cũng theo đó mà ổn định trở lại. Tức giận không có tác dụng gì, vậy hãy thử dùng tâm hồn thư thái để giải quyết sự việc. Đầu tiên, cần chú ý đến hơi thở, giữ cân bằng hơi thở của mình. Khí trong bạn sẽ ổn định trở lại rất nhanh. Nếu tâm lý được ổn định, sẽ có sự sáng suốt để giải quyết vấn đề. Vì vậy, không cần phải tức giận. Như vậy, Phật Pháp muốn nói đến một trái tim từ bi, trái tim có sự đồng tình, một trái tim biết quan tâm, biết hy vọng, một trái tim có sự vui thích công việc. Đấy chính là chỉ số EQ cao, có thể khiến cho chúng ta có được những điều lợi trong công việc và trong cuộc sống. Tự tại trong công việc. Mọi người nên biết điều tiết hơi thở của mình. Khi gặp bất kỳ việc gì không công bằng hoặc hoàn cảnh bên ngoài không tốt, chúng ta có thể chuyển cách nghĩ. Tôi vẫn còn sống, còn thở, chứng tỏ tôi vẫn đang sống. Điều này gọi là giữ được rừng xanh, há còn sợ thiếu củi. Vậy nên hài lòng với nó. Nhàn hạ đích thực. Truyền thống văn hóa Trung Quốc thích ca tụng người siêng năng cần cù, phê bình kẻ lười biếng. Vì thế, phần lớn người Trung Quốc dường như chưa từng được hưởng giây phút thư nhàn nào, nhất là trong đời sống kinh tế thị trường hiện nay. Một số người quan niệm rằng hưởng thụ tức là ăn ngon, mặc đẹp, đi xe đắt tiền. Thực ra, hưởng thụ cuộc sống một cách đúng nghĩa, đích thực nhất đó là hưởng thụ sự thư thái, an nhàn cho thân thể lẫn tâm hồn, chứ không phải chỉ đơn thuần là sự hưởng thụ vật chất. Hưởng thụ một cách thích hợp giúp thân tâm an lạc, thoải mái. Hít thở trong không khí trong lành, sống trong môi trường thanh thản, nhẹ nhàng, điều hòa cân đối nhịp sống là sự hưởng thụ đích thực. Hồi nhỏ, tôi ở Thượng Hải, sau mới đến Đài Bắc, Tokyo, New York và một số thành phố của các nước châu Âu. Kinh nghiệm trong những chuyến đi đó đã giúp tôi hiểu được đời sống của nông dân Trung Quốc mới đích thực là cuộc sống lý tưởng. Sáng ra đồng làm ruộng nương, chiều về nhà xem tivi. Mọi thành viên trong gia đình đoàn tụ dưới ngọn đèn hoặc bà con lối xóm quay quần lại uống trà, nói chuyện. Nếu vào mùa hạ, mọi người thưởng thức các loại trái cây mát như dưa hấu, mùa đông có lạc, hoa quả khô,
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện để thưởng thức cuộc sống nông nhàn rồi đi ngủ. Hôm sau, họ lại tiếp tục công việc như thế. Cuộc sống của họ tuy về mặt vật chất có phần thiếu thốn, nhưng về đời sống tinh thần thật là phong phú và lành mạnh. Cuộc sống ở thành phố không thể có được như thế, vì mọi người luôn luôn để sự so đo tính toán ngự trị lòng mình. So sánh về xe cộ, áo quần, món ăn, công việc, thu nhập, vân vân. Đời sống của họ là lao mình vào việc kiếm tiền, kiếm mệt rồi ngủ, ngủ dậy tiếp tục lao vào việc kiếm tiền. Họ cho rằng nếu không làm thế thì không phải là hưởng thụ cuộc sống. Vòng tròn bất tận giữa ngủ và kiếm tiền khiến họ tất bật, vất vả, căng thẳng. Họ mang sự căng thẳng vào trong cả giấc mơ của mình. Sống cuộc sống như thế thực ra là một nỗi thống khổ. Khi tôi đến nước ngoài giảng pháp, người nghe đều rất chăm chú, thường đặt câu hỏi. Nếu câu hỏi cần trả lời dài và có quá nhiều câu hỏi nhưng đã hết giờ giảng pháp, thì người phụ trách sẽ mời tôi cùng người đưa ra câu hỏi đến một quán cà phê hoặc một nơi yên tĩnh bất kỳ nào đó để tiếp tục giải đáp. Tôi nhận thấy người dân ở các nước đó biết cách điều phối thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Trong bận rộn có sự nhàn rỗi, thư thái. Trong lúc thư thái cũng có công việc cần giải quyết. Tôi thấy đời sống của người dân các nước châu Âu có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi. Khi làm việc, làm hết mình, làm rất căng thẳng. Nhưng khi về đến nhà, tất cả phiền muộn, bực dọc trong công việc, họ biết gác lại trước khi vào nhà. Nếp sống trong các tự viện, tu viện cũng theo tinh thần đó. Tuy bận rộn, nhưng mọi người đều biết điều chỉnh hợp lý. Sau khi chấp tác Phật sự, mọi người có thể tự do chọn cho mình cách hưởng thụ những giây phút thư nhàn khác nhau, như đọc kinh, lễ Phật, ngồi thiền, vân vân. Đó cũng có thể gọi là phương thuốc điều hòa cuộc sống. Chúng ta biết cách sắp xếp đời sống vật chất, tinh thần hợp lý, không căng thẳng, mệt nhọc quá, cũng không nhàn rỗi thư thái quá. Điều chỉnh thích hợp vừa phải giữa làm việc và nghỉ ngơi. Đấy chính là đời sống của người tu sĩ trong thời đại ngày nay. Có thể người khác thấy tôi vô cùng bận rộn, nhưng thực ra trong bận rộn có sự thanh nhàn. Tự tại trong công việc. Thực ra, hưởng thụ cuộc sống một cách đúng nghĩa, đích thực nhất đó là hưởng thụ sự thư thái, an nhàn cho thân thể lẫn tâm hồn, chứ không phải chỉ đơn thuần là hưởng thụ vật chất.